từ ước nắm tay nhau, mình từng hứa mãi bên nhau, mình từng nghĩ suốt cuộc đời không rời xa nhau. Vì cuộc sống còn những đam mê, vì sở thích khác lối suy, người ở lại người muốn bước xa đi, sự quan tâm trở nên nặng trĩu, lòng quặn thắt nước mắt đêm thâu, từng giọt đắng nuốt xuống tâm đau, cảm nhận thấy trái tim bên kia không cần ta nữa. Thì là lúc trong hai chúng ta cần người nói mình sẽ chia xa, thì là lúc một trong hai ta phải gạt lệ buông tay nhau xa. Em Vi Thanh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài và trên toàn thế giới. Thưa quý vị, chương trình Talk Show với Em Vi Thanh ngày hôm nay với một nữ ca sĩ rất là đặc biệt. Thưa quý vị, nhắc đến với cái bài hát mà Để Ta Say là quý vị biết Em Vi Thanh nói đến ca sĩ nào rồi. Xin mời Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu xin chào anh Andy Thanh và Hồ Lệ Thu xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Talk Show Andy Thanh. Lâu lắm rồi hai anh em mới gặp lại nhau. Đúng rồi, lâu lắm rồi mình mới gặp. Thực sự thì Andy Thanh muốn hôm nay mời Hồ Lệ Thu lên đây bởi vì bữa giờ đó Andy thấy trên mạng rất là nhiều và một cái bài hát rất là hay. Và cái chủ đề cũng rất là hay và rất là lạ, đó là bài hát Buông Tay. Bây giờ hãy mình vô thẳng vấn đề đi. Tại sao Lệ Hồ Lệ Thu chọn cái bài hát này lại cho chủ đề và thấy cũng ra mắt MV báo chí làm rộn lắm. Thực ra đó là thưa quý vị khán giả, là cái bài hát này là một cái sự rất là tình cờ. Từ xưa giờ thì những cái bài mà những bài hit của ca sĩ hay là những cái bài đặt hàng hoặc là những cái bài của trung tâm đưa biểu diễn, nhưng mà lần này thì cái bài này thì hơi đặc biệt một chút xíu, đó là đây là một cái bài hát viết cho một câu chuyện có thật. Cái câu chuyện tình, câu chuyện của cái bài hát Buông Tay này là câu chuyện có thật. Thì đây là một câu chuyện viết cho một đôi vợ chồng mà anh chị lại là hai người anh chị trong cái đạo thân tu thiền của Hồ Lệ Thu. Thì phải nói là trong cái năm hai cái năm Covid á, thì lúc đó Hồ Lệ Thu kẹt ở Việt Nam. Rồi lúc đó có cái thời gian đi tu tập nhiều hơn, đi thiền nhiều hơn. Tại vì thấy toàn thế giới là lúc đó không biết chuyện gì xảy ra. Không biết, biết ra sao ngày sau. Biết ra sao ngày sau, đúng rồi đó. Ngồi đó mà không biết ngày mai là chuyện gì xảy ra. Rồi nếu mà mình cảm thấy lo lắng quá thì bắt đầu là lúc đó mình stress đủ thứ hết. Cho nên là lúc đó Hồ Lệ Thu lại để tâm vào tu tập nhiều, thiền nhiều. Thiền nhiều, Thì trong cái thời gian mà đi thiền như vậy á, thì anh chị cái cặp vợ chồng của cái câu chuyện Buông Tay này đó lại là hai người anh chị trong cùng đạo thân tu thiền. Thì câu chuyện là hai người là doanh nhân rất là thành đạt ở Việt Nam. Con cái thì lớn hết rồi, sự nghiệp thành công, nhưng mà sau tất cả mọi thứ đều mỹ mãn thì người chồng lại, anh lại hướng về con đường đi tu, và anh muốn buông bỏ tất cả. Buông bỏ nhưng mà đi theo con đường xuất gia.
À, thường hồi xưa giờ người ta thấy là người vợ hay xuất gia nhưng mà là vì gì, chuyện tình đau khổ rồi thất tình đi tu chứ gì, mà đang chuyện tình rất là đẹp mà dạ. Tại buông bỏ rất cũng hơi ngộ hả đó, anh thấy không? Một cái chuyện rất là lạ và cũng hiếm ở trong cuộc đời này. Đúng rồi, thì vợ đẹp nè, con ngoan, con xinh nè, rồi tất cả mọi thứ đều thành công mỹ mãn trong cuộc sống, nhưng cuối cùng thì anh lại chọn con đường xuất gia đi tu. Thì có lẽ đây là một cái duyên, một cái ơn gọi đến lúc rồi anh hướng theo con đường đi tu. Thì chị người vợ thì vì yêu mình chồng mình mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Không hề làm gì cho nhau khổ đau. Mọi thứ đều tốt hết, mọi thứ đều đẹp hết. Rồi đâu có nỡ nào buông, đúng không anh? Thì chị rất là buồn, rất là đau khổ khi mà cái đau khổ ở đây là vì đang hạnh phúc mà phải buông bỏ. Dạ. Dạ. Thì phải một thời gian rất là lâu, rồi cuối cùng chị đến mà cái ngày mà anh tuyên bố là anh chính thức muốn xuất gia. Thì ngày đó chị khóc rất là nhiều. Thì xưa giờ mình thấy là một cuộc tình toàn là đau khổ là vì những cái sự lừa dối. Đúng rồi. Nhưng mà đây lại một cái sự đau khổ là vì đang hạnh phúc mà phải buông tay. Wow, một câu chuyện rất là thú vị. Và từ đó là bài hát Buông Tay có mặt. Dạ, thì đúng ngay cái đêm, cái ngày mà anh tuyên bố xuất gia và chị đã khóc nhiều như vậy, thì một tác giả của bài hát này là huynh đệ với lại hai vợ chồng thì đã viết cái bài hát này để tặng cho hai anh chị. Wow. Và như là một cái lời còn Hồ Lệ Thu là người may mắn hát bài hát này. Dạ. Và hát luôn rất là nức nở, rất là hay. Thì tại vì lúc đó là cũng ở trong cùng tu, cùng trong đạo thân với nhau. Yeah. Thì khi mà tác giả viết xong bài thì cái đưa ngay cho Hồ Lệ Thu, bảo là Hồ Lệ Thu ơi, bài này đang viết cho câu chuyện này, Hồ Lệ Thu hát bài này giùm đi. Thì lúc đó chị nghĩ là hát để tặng cho hai anh chị thôi. Nhưng mà không có ngờ là khi mà hát xong, tại vì thực sự là khi mà nghe cái bài hát á, Hồ Lệ Thu rất là thích. Rồi phải nghĩ là một cái giai điệu nhạc như thế nào, nghe nó phải vừa mới mà vừa tình mà phải hay. Thế là đã ngồi với nhạc sĩ Cadillac, Đức Cadillac để phối nhạc. Dạ. Wow. Thì wow, bài hát Buông Tay ra đời và từ cái sự vô tình nó lại trở thành một bài hát bây giờ là mọi người rất là yêu mến. Dạ. Yeah. Wow. Bây giờ mình cho mời quý vị thính giả nghe thử bài Buông Tay này trước ha. Rồi mình nói chuyện tiếp ha. Dạ. Buông tay. Trong cuộc sống có những lúc ta phải học buông tay, buông để sống nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Đừng bao giờ cố nắm giữ những gì không còn thuộc về mình. Hãy cùng nhau buông tay để có một ngày mai đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mình từng ước nắm tay nhau, mình từng hứa mãi bên nhau, mình từng nghĩ suốt cuộc đời không rời xa nhau. Vì cuộc sống còn những đam mê, vì sở thích khác lối xưa, người ở lại người muốn bước xa đi, sự quan tâm trở nên nặng trĩu, lòng quặn thắt nước mắt đêm thâu, từng giọt đắng nuốt xuống tâm đau, cảm nhận thấy trái tim bên kia không cần ta nữa. Thì là lúc trong hai chúng ta cần người nói
là lúc một trong hai ta phải gạt lệ buông tay nhau xa. Buông tay không phải là đã hết yêu nhau, buông tay là vì ta muốn tốt cho nhau. Buông tay dù lòng sẽ rất sâu đau, buông tay để ta còn thấy cần nhau. Buông tay cũng là một cách ta yêu thương. Buông tay cho lòng thôi hết nhưng vẫn vương. Buông tay như là ta hy sinh cho nhau. Buông tay đừng mơ cuộc sống mới bắt đầu. Vì cuộc sống có những đam mê, vì sở thích khác lối nghĩ suy, người ở lại người muốn bước xa đi, sự quan tâm trở nên nặng trĩu, lòng quặn thắt nước mắt đêm thâu, từng giọt đắng nuốt xuống tâm đau, cảm nhận thấy trái tim bên kia không cần ta nữa. Thì là lúc trong hai chúng ta cần người nói mình sẽ chia xa, thì là lúc một trong hai ta phải gạt lệ buông tay nhau xa. Buông tay không phải là đã hết yêu nhau, buông tay là vì ta muốn tốt cho nhau. Buông tay dù lòng sẽ rất sâu đau, buông tay để ta còn thấy cần nhau. Buông tay cũng là một cách ta yêu thương. Buông tay cho lòng thôi hết nhưng vẫn vương. Buông tay như là ta hy sinh cho nhau. Buông tay đến một cuộc sống mới bắt đầu. Chúng mình cùng nhau buông tay, buông duyên, buông phận từ đây. Cuộc đời phía trước mai sau, biết đâu ta lại tìm nhau. Cuộc đời phía trước mai sau, biết đâu ta lại cùng nhau, cùng nhau đồng.
Wow, cái bài hát hay quá. Cái buông tay, buông tay không phải là đã hết yêu nhau. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Wow. Dạ. Mà Hồ Lý cũng hát cũng có cái tâm trạng trong đây nữa, là tại sao vậy? Mình cũng có hồi xưa thật sự mà nghe Hồ Lệ Thu hát trên mạng cũng như trên những cái MV đó, là em đi tưởng là cái bài hát là ai viết cho Hồ Lệ Thu chứ không phải viết cho hai vợ chồng nữa. Oh. Thực sự là như vậy. Yeah. Bài, không, mà thực sự không phải mình anh đâu, cũng có rất là nhiều khán giả nghe xong cái bắt đầu cảm thấy nức nở, xong rồi bảo trời ơi, càng nghe càng thấm, thấy thấy buồn quá. Nhưng mà thực sự là vì vì Hồ Lệ Thu biết rất rõ hai con người ở trong câu chuyện này và cũng biết câu chuyện này rất là rõ, cho nên là khi mà hát ở trong phòng thâu, lúc mà thâu cái bài hát này á, thì Hồ Lệ Thu đã cảm nhận được cái câu chuyện này rồi. Và mình hát, mình đặt hết cái hồn mình vào, giống như mình đang muốn gửi gắm. Mà hát live thế cũng đã hay rồi. Đâu cần phải vô phòng thâu đâu. Mà thực ra nếu mà nghe kỹ lời thấy không, buông tay không phải là đã hết yêu nhau, buông tay là vì ta muốn tốt cho nhau. Yeah. Thì thực sự cái bài này nó không có buồn, không, nó không buồn, có bi quan đâu, mà bài này buồn, là một cái bài mới nghe nó buồn nhưng mà thực sự nó là bài lạc quan. Dạ, tại vì cuối cùng là gì, cuối cùng là mình cùng buông tay để ngày mai ta lại cùng nhau đồng hành. Có nghĩa là trong cuộc sống có những lúc anh thấy không, mình có những điều mình muốn nắm níu hoài, nhưng mà mình đâu có vui vẻ, đâu có hạnh phúc gì khi mình nắm níu những cái chuyện đó, là níu kéo coi như không được được như mình ý muốn chứ gì đó. Nhưng mà cuối cùng sao, hai bây giờ câu chuyện của rất là interesting, và hai anh chị đã cái sao ảnh vẫn tiếp tục xuất giá. Dạ bây giờ chỉ như thế nào? Nam thì ảnh đã là một sư thầy rồi. Wow, ảnh đã là một sư thầy rồi. Còn chị thì sau cái thời gian mà gọi là phải đấu tranh tư tưởng, phải giằng xé, thì cuối cùng chị cũng phải chấp nhận. Và cuối cùng chị cũng ủng hộ, và chị cũng trong những cái khóa tu, trong những cái lúc mà cần á, thì chị cũng là một người thiện giả đó, một người đến và vẫn luôn luôn đồng hành giúp. Wow, câu chuyện này rất là thú vị ha. Cái câu chuyện này là nó đi ngược lại, không biết biết hồi xưa một cái tiểu thuyết rất là nổi tiếng là The Thornbird đó, là không biết là Hồ Lệ Thu đúng không? Là người con gái yêu ông mục sư mà không được. Đó. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Cái này là câu chuyện này nó đi ngược lại cái câu tiểu thuyết kia. Cái kia là người ta muốn đến lại với nhau không được, nhưng mà tại bởi vì tu mà không đến với nhau. Còn cái này là đang hai người yêu nhau mà đi tu. Nó đi ngược lại. Đúng rồi. Rất là ở Việt Nam khi mà em hát cái bài này ra xong ha, rồi video lên, MV lên á, thì báo chí lại viết đây là chuyện câu chuyện Lan và Điệp thời 4.0. Lan và Điệp. Hồi xưa đó là cái gì? Lan hả? Lan đi tu bởi vì Điệp có người yêu. Có vợ. Có vợ. Còn cái này là bởi vì là đang hạnh phúc. Bởi đi tu. Bởi vì đôi khi giống như Thu nói thì Andy cũng nghĩ rằng là một trong cái ý nghĩ của mình thôi. Bởi vì đôi khi người ta đã có tất cả rồi, là một những doanh nhân, họ thành công, họ có tất cả rồi. Bây giờ đến đôi khi họ phải buông. Họ nghĩ ra là họ giữ cũng chẳng được gì cả. Bởi vì người ta nói mà khi mất đi cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Thì người ta buông trước còn hơn là buông sau. Buông trước sau mình cũng phải buông, phải không? Nhưng mà hy chọn con đường là buông trước. cũng là một cái điều thú vị hay. Rất là hay. Tại vì thực sự là cuối cùng thì trong cuộc đời này là nếu mà mình trở về với cát bụi thì cũng là hai bàn tay trắng, giống như anh nói đúng rồi. Nhưng mà là ở đây thì một cái nguyện của anh nó rất là lớn, là nguyện đi tu rồi lại giúp lại cho đời một người mà Andy thật sự Hồ Lệ Thu biết, Andy mà ở Mỹ này cũng biết, là Andy biết là một người nữ, đó là chị Hoa hậu Bích Liên á.
cũng là doanh nhân thành công, cái đầy đủ hết mà cũng phải buông tay tất cả cũng đi tu bỏ hết. cũng hay, em đi thấy nhiều người mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà chị cũng nói rằng là mình cũng phải buông trước khi là điều trước say mình cũng phải buông. Đúng rồi, chị Hoa Hậu Bích Liên. Đúng rồi, chị EV Princess rất là thành công hả? Rất là thành công, business rất là thành công, nhưng mà vẫn phải buông, là khi họ buông là họ phải buông. Cái đó mình phải khâm phục, bởi vì trong cuộc sống mình nhưng mà bây giờ trở lại Hồ Lệ Thu đi, bữa giờ thấy về Việt Nam rất nhiều, rồi hát show rất là nhiều, bay đi bay về rồi hát, hôm nay thấy ở Việt Nam, ngày mai đi thấy ở châu Âu, ngày mốt bây giờ cho khán giả biết là cái lịch trình của Hồ Lệ Thu như thế nào và công việc như thế nào mà Hồ Lệ Thu mà có thể mà quán xuyến những cái thời gian như vậy được. Thực ra thì để được như vậy mà một cái người nghệ sĩ á, là phải được khán giả yêu mến rất là nhiều, và được tổ gọi là tổ nghiệp á, tổ nghiệp của anh em mình á, là tổ phù độ rất là nhiều, cho nên là dạo này Hồ Lệ Thu cũng hơi bị busy tới bay lui, giống như anh Andy Thanh nói là đây lúc thì mới vừa thấy Việt Nam, cái ngày hôm sau là thấy ở châu Âu rồi. Rồi hôm nay thấy ở tủ ban này xong rồi chạy xì áo nó ụt trời, con này giống như biến hóa vậy. Thực ra là với một cái schedule, một cái lịch như vậy nó rất là dày đặc như vậy cũng mệt lắm anh. Rất là mệt, nhưng mà bây giờ mà ta nói gọi là thời tới đỡ không nổi đó. Phải ráng đỡ thôi. cũng hay thực sự thì đi hát rất là nhiều, thì bây giờ Andy Thanh muốn hỏi Hồ Lệ Thu coi có những cái kỷ niệm gì mà Hồ Lệ Thu không bao giờ thể nào quên trong cái đời ca hát của mình không? Hát nhiều quá rồi. Khi mà nói đến kỷ niệm đó là mình không thể nào quên được không? Để nhớ coi, phải nói nếu những cái kỷ niệm mà khó quên đó hả? Thì trong cuộc đời ca hát. Hát nhiều quá, nhiều kỷ niệm quá bây giờ quên rồi. Hôm nay say như này đến người khác say phải không? Thực ra là trong cái con đường đi hát quá nhiều kỷ niệm đẹp có. Vui có, buồn có. Nhiều cái điều để mà đáng nhớ lắm. Nhưng mà bây giờ ra để nhớ một cái câu chuyện nào có một lần đó là Hồ Lệ Thu mới vừa vô Thúy Nga, trung tâm Thúy Nga được cái cuốn thứ hai, là cuốn 74 á, Paris by Night 74. Thì lúc đó là Hồ Lệ Thu nhận được rất là nhiều thư. Ngày xưa khán giả không có như bây giờ, là hồi xưa đâu có Facebook đâu có anh. Facebook đúng rồi. Rồi họ đâu có gọi là đâu có email inbox như bây giờ. Là hồi xưa là hâm mộ nghệ sĩ là viết thư gửi tới trung tâm. Mà lúc đó là Hồ Lệ Thu hầu như là tuần nào cũng được trung tâm đưa cả sắp thư vậy nè. Wow. Thì có một cái bức thư đó thì không biết thực sự với cái bức thư đó tới bây giờ gần 20 năm sau rồi không biết là bác có còn không. Mà lúc đó mới đầu Hồ Lệ Thu em đọc cái thư em hơi giật mình. Là bác nói bác là một người rất là hâm mộ Hồ Lệ Thu, rất là mê Hồ Lệ Thu, và khi mà xem cái cuốn Paris by Night 74 mà Hồ Lệ Thu nằm bò trường trên cái piano đó, cái kiếp cầm ca đó thì bác rất là hâm mộ và rất là nhớ đến người yêu của bác. Wow, cũng là một hãnh diện. Rồi bác kể về cái câu chuyện tình đó, và bác nói là một cái kỷ niệm trong đời bác mà bác không bao giờ nhớ về người yêu đó, mà Hồ Lệ Thu lại sao là quá giống cái người yêu đó của bác, cho đến là khi mà bác vừa xem là bác rất là giật mình, cho nên là mỗi đêm là bác đều nằm mơ thấy Hồ Lệ Thu. cũng có thật chứ. Khi trong cái research nói mà người giống người rất là nhiều ở trong thế giới này, thì cũng có người này người kia giống, thì maybe cũng là một trong những, và còn maybe còn hát bài tủ của hơi sao. Đúng rồi ha. Nếu mà không, nếu mà giờ này mà bác còn sống ở đâu đó đó, tại vì bây giờ cũng 20 năm mà nếu tính mà sống là phải thọ lắm, hơn 100 tuổi rồi. Thành ra là nhiều khi thử không hỏi thử coi có phải đó là bài tủ của người yêu cũ của bác.
Hồi Lê Thu nhắc đúng rồi, thời xưa là toàn là viết thơ không à. Tại hồi xưa là Andy còn trung tâm biết mà, mỗi lần ra video là khán giả gửi thơ về trung tâm, suggest bài này, suggest bài kia cho người ca sĩ. nhưng mà đó cũng là một điều rất là hay. Bây giờ là thời buổi coi như 4.0 rồi, cho nên bây giờ message quá trời hả? Message không, message inbox. Trời ơi, mỗi tháng sáng mà mở mắt ra đấy, công việc đầu tiên là mở mắt ra cái nhìn coi cái messenger bao nhiêu cái thư gửi vào. Thay do ngày xưa là mở thư ra đọc. Nhưng mà nói thì khi mà Andy biết rằng là khán giả mà nhắc đến Hồ Lệ Thu là ai cũng nhắc đến cái bài Để Ta Say á. Cho kỷ niệm bài này đi, kể khán giả kỷ niệm bài hát này đi. Dạ rồi, chắc chắn rồi. Tại vì thực sự là Hồ Lệ Thu phải cảm ơn quý vị khán giả đã thương mến cái bài Để Ta Say và thương mến Hồ Lệ Thu cho đến bây giờ là 17 năm. Wow. 17 năm. Mà đi bất cứ nơi đâu khán giả vẫn yêu cầu Để Ta Say, giống như mới ngày hôm qua mới đâu đó vậy. Thì phải nói là cái bài hát này đã ở trong tim của khán giả. Đúng rồi. Và cũng đó là cái bài hát gọi là giữ được cái tên tuổi Hồ Lệ Thu cho mãi đến bây giờ vẫn trong tim của quý vị. Chắc chắn bây giờ Hồ Lệ Thu xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Để Ta Say của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân.